Chào mừng tất cả quý vị, hôm nay mình giới thiệu quý vị một cái loa trung tâm, loa center với mức giá siêu bình dân luôn quý vị, cực kỳ bình dân luôn mà chất âm của nó rất là hay. Tí nữa bi thử không một cái loa center quý vị nghe nha. Và trước khi bi quay cái loa center này, bi giới thiệu cái USB này với dung lượng 128GB, mình bán 800.000. Nhạc trong đây là nhạc lossless chất lượng cao nha quý vị, gồm 2.000 bản nhạc Việt nha. Thể loại là nhạc bolero trữ tình, nhạc vàng và một ít nhạc trẻ, các ca sĩ trẻ như là ca sĩ Hải Ngoại Ngoại, Hà Thanh Xuân, rồi Băng Tâm. Trong nước thì có Lệ Quyên quý vị, rất là hay luôn. Quý vị nào mà thích nghe nhạc số thì quý vị nhớ ủng hộ Bi với nhau quý vị, 800.000 thôi. Và cái loa center ngày hôm nay với mức giá chỉ có 1.900.000 nha quý vị. 1.900.000, siêu hay và giá cực kỳ mềm, đến từ thương hiệu Yamaha và được sản xuất tại Indonesia nha quý vị, made in Indonesia. Bây giờ mình quay cảnh cái loa center quý vị xem. Cái lưới nè. Cái lưới nè quý vị. Cái lưới, cái tem nè, cái lưới nó làm khung nhựa rất là xịn sò luôn nha, rất là chắc chắn nha quý vị. Nó gồm có hai loa mic với đường kính là 15cm và một cái loa trep ở giữa. Cái này là nó dính sơn quý vị. Còn cái mũi này là dạng như cái mũi lụa nhung, nên là quý vị thường hay thấy là nó có những cái móp móp như thế này nè. Cái móp này thì chúng ta đánh thời gian thì cũng có khi nó tròn lên, nó không có giống như cái trep và titanium. Nó móp là nó có móp luôn quý vị. Còn cái dòng này nó móp thì nhìn cũng rất là bình thường nha quý vị. Quý vị nhìn thì nó không có phải là xấu gì hết đâu. Rồi bây giờ Bi quay ra phía sau. Cái kích thước của nó là chiều ngang là 50cm nha quý vị, chiều sau là 18. Đây, rồi bây giờ Bi quay ra phía sau. Một cái loa center với cái công suất cực kỳ khủng quý vị, 300W nha quý vị. Model của nó là NSC200, được sản xuất tại Indo. Trở kháng là 6 ohm, công suất nó dao động từ 100 tới 300W nha. Quý vị nào mà đang cần cái loa center bình dân thì quý vị lấy cái loa center rồi đi, bởi vì bây giờ Bi thử cái chất âm quý vị nghe này, lỗ thông hơi ở đây nè. Lỗ thông hơi nó bé bé xinh xinh nằm đây, thùng vách rất là đẹp luôn quý vị, cực kỳ đẹp. Bây giờ Bi thử nha. Bi thử một bình, Bi gắm sẵn rồi đó quý vị. Một bình thôi, một bình cái loa center chứ không có ghép cái loa nào hết. Rồi chỉ 1.900.000 thôi. Quý vị nào thích thì alo cho Bi liền. Có một con nha quý vị, có một con cái NSC200 này. Rồi bây giờ Bi kết thúc video và xin hẹn gặp lại tất cả quý vị.